Đoàn Văn Hậu chấn thương trước trận câu lạc bộ Công an Hà Nội gặp Bình Dương. Theo tìm hiểu của phóng viên, Đoàn Văn Hậu bị chấn thương lưng. Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng không thể ra sân ở trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Bình Dương ở vòng 6 V-League. Văn Hậu bị đau sau trận đấu với câu lạc bộ Hải Phòng trên sân nhà cuối tuần trước. Văn Hậu thi đấu đủ 90 phút và giúp đội nhà có được một điểm. Nếu Văn Hậu không thể ra sân, huấn luyện viên Paulo Foyani có hai lựa chọn thay thế là Giáp Tuấn Dương và Levando. Đây cũng là hai cầu thủ được huấn luyện viên Philip Chrysler triệu tập lên U23 Việt Nam trong đợt tập trung đầu tiên trước Doha Cup. Giáp Tuấn Dương ra sân hai trận cho câu lạc bộ Công an Hà Nội ở V-League 2023. Trong khi đó Levando được sử dụng trong 4 trận nhưng sở trường của anh là chơi ở cánh phải. Kể từ đầu giải, Đoàn Văn Hậu ra sân đủ 5 trận đấu tại V-League và một trận đấu tại Cúp Quốc gia cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Anh có được hai đường kiến tạo và một bàn thắng cho đội bóng chủ quản, không có được sự phục vụ của Văn Hậu. Sức tấn công của câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ suy giảm đáng kể. Thầy trò huấn luyện viên Paulo Foyani đang trải qua những ngày tháng khó khăn tại V-League 2023, được đầu tư lớn với hàng loạt bản hợp đồng đình đám. Câu lạc bộ Công an Hà Nội lại chơi không thành công với 5 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên. Tân binh của V-League 2023 chưa cho thấy sự gắn kết trong lối chơi. Vị trí huấn luyện viên trưởng của ông Paulo Fuyani đang là đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhà cầm quân người Brazil đối diện với khả năng bị sa thải nếu không thể cải thiện thành tích cho câu lạc bộ Công an Hà Nội hai ứng viên thay thế cho ông paulo foiani là huấn luyện viên park hang seo và alexander pokin câu lạc bộ công an hà nội đã có những đàm phán ban đầu với cả hai chiến lược gia danh tiếng này nói về công việc của mình huấn luyện viên foiani bình thản tôi không lo lắng bởi tôi tin tưởng công việc mình đang làm trận trước câu lạc bộ công an hà nội thắng nhưng trận này thì không áp lực là chuyện bình thường trong bóng đá chúng tôi không thay đổi và khả năng tiến xa vẫn còn nguyên tất nhiên còn phụ thuộc vào kết quả của đội nhóm trên